Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện Việt Nam và Thái Lan, một trong những đối thủ luôn có rất nhiều duyên và có rất nhiều mối nợ, và bây giờ họ còn rất khao khát đánh bại đội tuyển Việt Nam. Trước khi đến với top những cầu thủ Việt Nam là hung thần của người Thái, ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ thì hãy dành ra 3 giây để bấm